Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Vâng, hôm nay chúng ta chia sẻ về cuộc bầu cử sắp tới của ông Donald Trump và bà Carini. Tôi thấy hiện giờ thì những cử tri người ta ủng hộ cho ông Donald Trump rất là nhiều, nhất là nhà tỷ phú, mà tỷ phú giàu nhất thế giới nữa, đó là Elon Musk, đang ủng hộ cho ông Trump tuyệt đối. Và hơn nữa, ông chi ra mỗi ngày ông sẽ trả cho một người trúng thưởng ngẫu hứng, có nghĩa là pick up một cái tên thôi, mà những người đó bầu cho bên phía ông Trump. À, mà trong những cái tiểu bang mà có cái dao động nó nhiều quá các bạn ha, dễ lên dễ xuống á, ông ấy dám chi một số tiền lớn thiệt lớn như vậy, 1 triệu đô cho mỗi ngày. Và thậm chí ông ấy còn nói rằng ông có thể chi 2 triệu đô nữa chứ. Đối với ông thì 248 tỷ đô la, đó là tài sản ròng của ông. Thì chúng ta thấy rằng một ngày mà 1 triệu đô la từ đây cho tới tháng 11 thì nó cũng chả có nhầm nhò gì số tiền của ấy đâu. Vâng, thì ở tiểu bang Nevada, những cử tri quay lưng với bà Carini rồi. À, tiểu bang Nevada cũng là một trong những cái tiểu bang mà cái tình hình chính trị nó cũng bị dao động nhiều lắm các bạn ha. Nhiều người gốc Latin, cái nhóm này đã chiếm 22% cử tri ở tiểu bang chiến trường Nevada, đã chuyển sang ủng hộ cho ông Trump vì thất vọng với đảng Dân Chủ nhiều. Thật ra không phải là chỉ có tiểu bang Nevada đâu, ở phía Bắc California người ta cũng thất vọng vì đảng Dân Chủ. Ở phía sau California thì còn một phần nào, nhưng mà chưa tới cái giờ chót thì cũng chưa biết là California này có vẫn ủng hộ cho Dân Chủ nữa hay không, hay là người ta sẽ thay đổi cái giây phút cuối. Tại vì người ta vẫn thấy rằng ông Trump mới xứng đáng làm tổng thống hơn. Ông ấy có thể lèo lái con thuyền chính trị, và ông ấy có thể làm đại ca của thế giới ở trên bàn hội nghị. Còn bà Carini thì bà cứ cười, giống như hề á, nói cũng cười, rồi người ta chửi cũng cười. Lỡ ra trong bàn hội nghị mà người ta nói sốc gì nước Mỹ, bà cũng cười thì chắc chết chắc quá. Kính thưa quý vị, bây giờ họ, những tờ báo này thì họ chỉ phỏng vấn những người người ta tham khảo đại gì thôi, người ta pick một số người rồi người ta hỏi ý kiến. Và đây là một ý kiến mà khi mà được phỏng vấn, bà này tên là Maria Salinas, chủ quầy nước ép tại thành phố Las Vegas, đầu tháng này cho hay đảng Dân Chủ đã gây quá nhiều thất vọng với cử tri gốc người Latin. Trong đó thì chúng ta phải kể lại là lớn mạnh nhất là người Mexico đó các bạn. Nhóm ủng hộ truyền thống của họ, giống như nhiều người khác trong khối cử tri quan trọng, Salimas đã sẵn sàng lần này đầu tiên bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Như vậy là đa số hồi trước, những cái nhóm này, họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà hôm nay thì họ đã chuyển hướng rồi. Và họ nói rằng tôi nghĩ Trump có thể thay đổi đôi chút tình hình chính trị và kinh tế của nước Mỹ. Nhiều người thân của Salimas đã chờ đợi suốt nhiều năm để được chuyển đến Mỹ sinh sống hợp pháp. Đảng Dân Chủ hứa hẹn hết lần này tới lần khác, nhưng chẳng có gì thay đổi bằng cái sự hứa hẹn thôi. Lần này tôi sẽ bầu cho ông Trump, xem ông ấy có giúp được gì hay không. Các bạn cũng nhớ một bài hát mà thì nó được đưa vào để nói đến đảng Dân Chủ là hứa thật nhiều, hứa đi rồi hứa thật nhiều. Mà có làm được bao nhiêu? Người Mỹ gốc Latin là nhóm dân lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm 22% dân số cử tri của Nevada, một trong 7 tiểu bang chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử của tổng thống năm nay. Tỷ lệ nhóm cử tri này tăng nhanh chóng và trở thành yếu tố quan trọng trong các kỳ bầu cử ở tiểu bang.
khi hàng ngàn người nhập cư tới Nevada mỗi năm để tìm cơ hội làm việc tại các sòng bạc và khách sạn sang trọng ở Las Vegas. Ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đã thắng ở Nevada trong các cuộc bầu cử từ năm 2008. Nhưng hai tuần trước cuộc bầu cử năm nay, Phó Tổng thống Carini chỉ dẫn trước ông Trump có 0.5 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò ở tiểu bang này. Những tiểu bang này là hồi đó đến giờ là họ bầu cho Dân Chủ nhiều, nhưng mà năm nay thì coi như là tình hình nó khác hẳn rồi các bạn ơi. Tôi không bao giờ hiểu tại sao họ cứ khăng khăng cho rằng người gốc Latin là phải ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Không, nhiều người bây giờ người ta không thích Đảng Dân Chủ nữa, nhất là những người Mexico, tại vì người ta không tin vào những lời hứa đó nữa. Một chủ nhà ở Las Vegas nói rằng Đảng Dân Chủ chưa bao giờ giúp ích gì được cho họ. Barajas, người gốc Mexico, đã vượt biên đến Mỹ vào năm 1990 và tình cờ đến thành phố nổi tiếng này với những sòng bạc, ông tay trắng và lập nghiệp. Nhưng cho biết thêm, trong câu chuyện giấc mơ Mỹ là từng đón tiếp ông Trump và Tổng thống Joe Biden tại nhà hàng của mình. Wow, ông này vượt biên đến Mỹ năm 1990. Như vậy cách đây là khoảng 34 năm về trước, tay trắng lập lên sự nghiệp. Và ông Trump cũng như ông Biden đã từng đến nhà hàng của ông này. Và tôi nghĩ rằng có giống như nhà hàng hay là phở gì 2000 của Sài Gòn mình không ta? Lúc mà khi mà Tổng thống vào ngồi cái góc nào đó là cái góc đó được bao quanh lại luôn. Và người ta trân trọng lắm. Và theo như ông chủ nhà hàng này thì việc được bắt tay với ông Biden trong cuộc gặp ngay trước khi Tổng thống dừng tranh cử là niềm vui và vinh dự lớn. Nhưng gặp ông Trump vào mùa hè năm ngoái còn hơn cả vinh dự đó nữa. Ông ấy mới là người phù hợp với đất nước này, chủ nhà hàng nói như thế. Ông tự hào khoe đôi giày thể thao màu vàng có logo của ông Trump mà ông ấy đang mang. Món quà từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm nay, lần đầu tiên ông chủ nhà hàng sẵn sàng công khai gọi mình là cử tri của Đảng Cộng Hòa. Bởi tôi rất thất vọng với Đảng Dân Chủ cũng như những lời mà họ đã hứa hẹn với người dân mà họ chẳng có bao giờ làm cả. Đã đến lúc phải nói với họ rằng đủ rồi. Chúng tôi không đồng tình với các ngài nữa. Họ cần xem trọng người dân hơn. Họ cần quý trọng những lá cử tri hơn. Nevada thì nó cũng sát ở bên tiểu bang California đó các bạn. Từ cái chỗ mình mà đi máy bay xuống Las Vegas, Nevada khoảng gần một tiếng. 3 năm về trước mình có đi một lần rồi. Và lần đầu tiên luôn, qua Mỹ là mấy chục năm mà lần đầu tiên mới đi Las Vegas. Thành phố ban đêm cũng giống như ban ngày vậy các bạn ơi. Vâng, quay lại với câu chuyện của Tổng thống Trump và bà Carini. Nhìn chung thì người Mỹ gốc Latin trên toàn quốc vẫn nghiêng về Đảng Dân Chủ. Song cách biệt về tỷ lệ ủng hộ nhóm cử tri này dành cho ứng cử viên của hai đảng đã bị thu hẹp lại. Ngày xưa những người mà vượt biên qua đây từ bên Mexico các bạn Latin đó, thì họ luôn luôn đồng ủng hộ cho Dân Chủ đó chứ. Vì họ tin theo là đường mật. Cái khoảng cách bị lớn như nè, những năm về trước. Mà bây giờ thì khoảng cách đó bị thu hẹp lại rồi. Nó xác xích với nhau lắm. Năm 2012 thì có 71% gốc Latin bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ và 27% chọn cho Đảng Cộng Hòa. Đến năm 2000 khoảng cách này giảm xuống còn 66% ủng hộ cho Dân Chủ và 32% phiếu cho Cộng Hòa. Và một cuộc thăm dò gần đây
của Unidos US cho thấy 57% cử tri của Latin xu hướng nghiêng về bà Harris và 34% chọn cho ông Trump. Như vậy là tỷ lệ nó càng kéo càng ngắn hơn nữa rồi, càng gần bằng với nhau rồi. Một cử tri gốc Latin cho rằng chính quyền Tổng thống Biden là nguyên nhân khiến cho chi phí sinh hoạt tăng cao. Họ cũng bất bình với chính sách nhập cư và quản lý biên giới của chính phủ hiện nay. Và theo lời của chủ nhà hàng thì lời đe dọa trục xuất hàng loạt mà ông Trump đưa ra chỉ tác dụng đến những người nhập cư tội phạm mà thôi. Ông ấy sẽ không nhắm vào người lao động. Chủ nhà hàng gốc người Latin nói rằng người đã nói chuyện riêng với ông Trump khoảng 10 phút trong chuyến thăm của Tổng thống Trump cho biết. Vâng, ông Trump ông nói rằng ông sẽ trục xuất lại những người mà illegal, là những người tội phạm, những người di dân bất hợp pháp. Còn những người mà hợp pháp, những người mà được bảo lãnh hay là có giấy tờ đàng hoàng và có thể chính quyền Mỹ cho nhập cư thì dĩ nhiên là người ta sẽ không bao giờ đưa những người đó về nước. Tại vì các bạn biết không, nước Mỹ nó rộng lớn lắm. Nó tới 50 tiểu bang lận. Và người ta cần lao động. Người ta cần sức lao động nữa. Chứ không phải là không. Những cái việc nặng nhọc bây giờ á, những người thường ở Mỹ như là những người Việt Nam như chúng ta là cũng không có làm nữa. Mà những người mới nhập cư vào Mỹ thì họ sẽ làm. Nhất là những người mà Mexico, Latin đó các bạn, họ khỏe lắm. Họ làm những công việc ngoài trời, ngoài nắng nè, rất là tháo vát. Và những công việc đó là ngày trước của người Việt Nam làm đó. Bây giờ người Việt Nam làm chủ hết trơn rồi. Bây giờ mướn lại những người đó làm. Và ông chủ nhà hàng này thì có nói rằng không thuộc nhóm gốc Latin, bức xúc với những phát biểu chống nhập cư của ông Trump. Và nhiều người cũng chung quanh quan điểm với ông như vậy. Theo cuộc thăm dò của New York Times tháng này, phần lớn người gốc Latin cho rằng ông Trump không nhắm đến họ khi mà ông cáo buộc người nhập cư ăn thịt thú cưng của người dân tại đây là tội phạm và làm pha tạp dòng máu của người Mỹ, hay gọi là mang cái gen xấu cho đất nước này. Ông Trump thì ông có nói là ông sẽ tống về nước những người di cư bất hợp pháp á. Nhưng mà ông chủ nhà hàng này, ông muốn giải thích cho tất cả người Latin biết rằng là ông Trump không phải nhắm vào họ, mà chỉ nhắm vào những tội phạm di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ để gây rối ở nước Mỹ rồi thôi. Các bạn cũng biết rằng có những cái vụ mà buôn bán ma túy, buôn bán này kia nọ đó. Đó, những người mà đến để tạo ra những cái nhóm côn đồ rồi gangster này kia nọ. Việc bà Harris giành được đề cử đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Biden rút lui dường như đã cải thiện vị thế của đảng đối với cộng đồng người gốc Latin trong cuộc đua Nhà Trắng, ít nhất là so với là ông Biden. Có nghĩa là người ta tin tưởng vào bà phó tổng thống là hơn một chút xíu với ông Biden. Ông kia thì ôi thôi, ông là chúa quên à, thánh ngủ gật mà. Và cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Lớn tuổi quá rồi, quên trước quên sau. Đảng Dân Chủ chỉ cần truyền tải thông điệp tốt hơn tới nhóm cử tri gốc Latin, do nhiều người không được thông tin đầy đủ về mối đe dọa của ông Trump gây ra. Chúng ta đang nói về một ứng viên muốn giúp đỡ tầng lớp trung lưu. Còn ứng viên kia có kế hoạch làm giàu thêm cho các triệu phú và tỷ phú. Vậy người gốc Latin sẽ thế nào? Có bao nhiêu người gốc Latin là triệu phú ở Mỹ? Bên Đảng Dân Chủ họ tung ra nhiều cái tin bất lợi lắm. Nói ông Trump sẽ áp đảo như thế này, ông Trump sẽ làm những cái kia, ông Trump sẽ tống đạt những người di dân bất hợp pháp về Mỹ. Ông Trump sẽ đủ thứ cái tin và nó làm ảnh hưởng tới cái cuộc chạy đua này rất nhiều. Cũng vì vậy mà mới xảy ra những cái cuộc ám sát hụt ông Trump là như vậy. Họ dùng những cái lời lẽ để kích động những người mà không thích ông Trump đó các bạn. Đây là mối lo ngại lớn nhất ở phía Bắc Las Vegas, nơi tập trung cộng đồng người Latin rất là nhiều.
và có khu chợ Brodas nhộn nhịp. Ở đó phần lớn lao động là người gốc Latin như là Saninas, giống như là ông chủ nhà hàng này, bày tỏ nhiều mối lo ngại từ các vấn đề kinh tế đến những khó khăn trong việc xin nhập quốc tịch tại Mỹ. Carlos Reyes, chủ cửa hàng quần áo 57 tuổi, muốn ủng hộ bà Harris hơn vì phó tổng thống cũng bắt đầu từ điểm xuất phát thấp như là những người khác. Nhưng khi ngày bỏ phiếu đến gần, ông vẫn chưa thể đưa ra quyết định như thế nào. Có nghĩa là lúc đầu tiên thì cũng muốn ủng hộ cho bà Harris, nhưng mà tới ngày hôm nay rồi, có những cái biến chuyển, những cái tình thế, và người ta cũng phải đắn đo lại coi cái người lãnh đạo đó có đủ sức lèo lái cái con thuyền mà phải nói rằng sóng to nhiều nhất, phải không các bạn ha? Vì không phải chỉ vì cho nước Mỹ không, mà cho cả thế giới nữa. Cho nên nhiều người cũng chưa có ra quyết định được. Mặc dù trước đó người ta ủng hộ cho đảng Dân Chủ, nhưng tới giờ người ta không ra quyết định. Không ra quyết định có nghĩa là người ta đã nghiêng nghiêng về đảng Cộng Hòa một phần nào rồi. Còn cuối cùng người ta có bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa hay không thì chúng ta hãy chờ đợi tới cái tháng 11 mới biết được, các bạn. Vâng, còn theo bạn thì ai sẽ đắc cử tổng thống trong năm 2025 đây? Tôi tin rằng Mr. Trump, Donald Trump sẽ là người lãnh tụ vĩ đại nhất của nước Mỹ và sẽ dựng nước Mỹ trở lại, Great America. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong cái một cái video lần sau nha. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cũng như mọi thường lệ hãy cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.